À, với tổng diện tích của đám này là 1,4 ha chất đất đỏ Ba Gian và thế đất bằng như sân. Trên đất đang trồng phun cà phê, sen sầu riêng, tiêu và một số cây trồng khác. Cà phê này là cà phê kinh doanh, dự định là khoảng năm nay khoảng tầm 10 tấn cà phê nhân anh chị, 6 tấn cà phê nhân anh chị ha. Khoảng tầm 1.400 cây cà phê to như thế này và trên đường á, là đường đất xe ô tô ra vào thoải mái anh chị nhá. Và đường to và sở hữu cái mặt tiền này khoảng tầm hơn 100 mét mặt tiền đường đất như thế này. Đấy. Và vị trí này thuộc thôn Đắc Tâm, xã Đắc Giờ Rô, huyện Cà Đông Nô, tỉnh Đắk Nông. Cà phê kinh doanh đẹp như thế này. Thế đất cực kỳ bằng luôn anh chị ha. Bằng phẳng luôn anh chị xem này. Từ trên đất, trên cao mình nhìn xuống này. Đó, rất là bằng. Và trong này có xen cả sầu riêng anh chị ha. Có mấy chục cây sầu riêng đang cho thu rồi. Và bên dưới họ cũng đang xen một số cây sầu riêng nhỏ. Và bên ngoài á, là mặt tiền á, là đẹp như thế này. Cà phê cực kỳ đẹp đều anh chị ha. 9-10 hết anh chị nhá. Đó, cái cà phê rất là to. Đó. Trái rất là sai anh chị ha. Cà rất là nhiều này. Rất là sai trái anh chị nhá. Đó. Với lượng cà như thế này thì đang hứa hẹn một mùa bội thu khoảng tầm 6 đến 7 tấn anh chị ha. 6 đến 7 tấn nhân mà chủ nhà đang nhờ bán cũng cực kỳ rẻ, giá cũng siêu VIP anh chị ha. Cái nguồn thu cực kỳ mạnh này. Đó. Cây to, đều, đẹp và khủng như thế này. Đó, rất là đẹp nhá. Đó, bờ đanh là đến đây anh chị ha. Còn bên kia là qua cái bụi môn này là của người ta rồi này. Đó, cà phê rất đẹp như thế này. Này phải chui rồi. Phải chui dưới lùm cây rồi anh chị ha. Rất là bằng, đẹp và sen tiêu. Sen sầu riêng. Đất thuộc thôn Đắc Tâm anh chị ha. Thôn Đắc Tâm nhá. Sổ sách sẵn, anh chị mua bán công chứng được ngay. Những cái cà rất là to và đẹp. Những cây như thế này thì hứa hẹn cho thu cả bao đấy anh chị ha. Và đất rất là bằng. Đó, cây to không? Nhiều cành, nhiều trái. Và nước nuôi ở đây thì chủ nhà đang tưới bằng máy nổ phát điện anh chị nha. Giếng khoan và có cả ao riêng. Nhưng mà hiện tại chỗ này thì có điện nhưng mà chủ nhà họ chưa kéo anh chị ha. Họ chưa sử dụng điện, họ chỉ đang sử dụng máy nổ và máy cái củ phát điện. Đó, cái cà này anh chị thấy không? Rất là to, như cây này. Đấy. Và cây này cái sầu riêng này. Đó. Cái đường này là đường thể hiện trên sổ nhưng mà cái đám cà này là ở hai bên luôn anh chị ha. Cả bên này. Đó, cái sầu riêng rất là to nhá anh chị nhá. Rất là to này. Và cà rất là đẹp như thế này nhá. Đấy. Và tiêu, những cái tiêu này. Rất là đẹp anh chị ha. Cả bên này cũng phải anh chị nhé, cả hai bên nhé. Mà đất rất là bằng, anh chị nhìn sơ bộ là anh chị thấy đất rất là bằng và cà phê rất là đẹp như thế này. Đó. Phun cà phê, sen tiêu, sầu riêng. Đó, sầu riêng năm vừa rồi chủ nhà đang cho thu cũng rất là nhiều rồi. Khoảng tầm 6-7 tấn anh chị ha. Đó. Này. Đó, những cây sầu riêng rất là to này. Thì rất là đẹp. Đất này thì thuộc thôn Đắc Tâm. Đây, mình qua lại bên này cho anh chị xem anh chị ha. Cà phê rất là đẹp thế này nhá. Rồi, mình lội vào trong này. Đó, trái không là trái. Chùm cà phê này. Với tổng diện tích của đám này là 1 hectare bằng hoàn toàn bằng hết anh chị nhá. Và sổ sách sẵn tại nhà. Anh chị mua bán công chứng được ngay. Và chủ nhà đang nhờ bán ở đám này á, là 1,4 hectare. Thì chủ nhà đang nhờ bán là 150 triệu một sào anh chị ha. Tương đương tổng thể cả lô á, là 2 tỷ mốt anh chị nhá. Và giá cả này chỉ còn bất lọc anh chị ha. Có thể nhiều anh chị sẽ nói là giá cao và giá chát. Nhưng mà anh chị biết không? Ở tại khu vực Đắc Tâm thì giá tầm 150 triệu đến 160 triệu một sào. Mà nguồn cà thua cà phê mạnh như thế này. Thì là rất bình thường anh chị ha. Giá cả là bình thường. Qua
quan trọng là cái nguồn thu và nguồn cây trồng ở trên đất như thế nào. Đó, những cây sầu riêng rất là đẹp như thế này. Đấy. Đó. Với tổng diện tích là 1,4 hectare thì chủ nhà đang bán là 150 triệu một sao anh chị ha. Và cà phê rất đẹp như thế này. Lượng cà phê này thì đang hứa hẹn cho một năm là tầm khoảng là 6 tấn anh chị ha. Đấy, cà phê rất đẹp và to như thế này. Đất thì cực kỳ bằng, làm rất là dễ anh chị ha. Và anh chị tưới bằng máy nổ và có củ phát điện đàng hoàng anh chị ha, giếng khoan và có cả ao hồ. Rồi, anh chị nào thật sự quan tâm thì liên hệ nhá. Đất này thuộc thôn Đắc Tâm, xã Đắc Rô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Đó, anh chị nào quan tâm thì liên hệ ngay để đi xem và chốt luôn nha.